Cả nhà ơi, hôm nay cả nhà có khỏe không cả nhà? Cho Mỹ Phụng xin gửi lời chúc sức khỏe hết cô bác anh chị trong và ngoài nước nha. Kênh của em á, hôm nay đó là bị chuột cắn rồi. Tụi nó cạp, tụi nó cấu rồi, tụi nó xé, tụi nó báo cáo lên YouTube rồi. Thành ra đó, bây giờ em quá khổ rồi. Ăn mì gói cả nhà, quá khổ. Nhóm đa đề nó ác lắm cả nhà. Cho nên em làm cái video ngắn này em gửi đến cả nhà xem đỡ một chút xíu nha, chứ giờ không livestream được nha cả nhà nha. Thành ra giờ không có tính tiền được nữa, hết tiền, khổ quá đa đề ơi. Giờ phải ăn mì gói nè, cái ba hồn chín vía nhóm đa đề mời ăn mì gói cho tụi bay vừa lòng hả dạ nghe. Giờ ăn có bốn mấy sen thôi cả nhà, thôi kệ cả nhà ăn với em đi nha, em mời cả nhà nha. Nhóm đa đề chơi ác quá, chơi không lợi người ta cái chơi xấu, báo cáo kênh của người ta không chơi như vậy ai chơi lại. Chơi như vậy chơi với dế chứ chơi với ai, hại Mỹ Phụng nè. Không, con nắm quần phải không, con nắm quần rồi ha. À, tôi nổ lắc chảo lăn lúa toán từ trần tú lú luật sư đào kim loại hả, cái nhóm ác ôn, cái nhóm quá ác, nguyên một cái nhóm luôn đó, hại Mỹ Phụng nè, hại bây giờ phải ăn mì gói nè, thấy chưa cả nhà, thấy chưa cả nhà, hại như vậy đó, khổ quá rồi nghe. Nhóm đa đề Mỹ Phụng giờ khổ lắm rồi nha. Cái gói này có bốn mấy sen thôi à, xin báo cáo với nhóm đa đề nha, ăn toàn gì không nè. Nó không ăn có một lần á, một bữa cử ăn á, có bốn mươi mấy sen thôi, còn nhóm đa đề ăn một lần hả mấy ngàn đô không à, dễ sợ. Vừa lầm chưa, vừa lầm chưa nhóm đa đề thương Mỹ Phụng không. Nhóm đa đề chơi mà chơi hàng, chơi mà hại Mỹ Phụng ăn mì gói, thôi kệ đi, nghèo nhưng mà có tấm lòng tốt, có tấm lòng nhân hậu, ăn mì gói như tấm lòng trong sạch. Còn ăn á, tôm hùm tiền á, thì á, mai túi ba gan không, nhà đất á, thì cò bay cặn thẳng cánh. Thành ra đó Mỹ Phụng không có được diễm phúc đó, chỉ ăn mì gói thôi đó. Ăn mà còn không có cái gì trong đây nữa nè. Nè coi đi, nhóm ra đề coi đi, thấy khổ chưa. Thường ăn gì thì bỏ, phải bỏ tôm bỏ đồ vô, này ăn không luôn đó, ăn không ha. Nhóm đa đề ác lắm cả nhà ơi, nó ác dữ lắm, nó muốn bịt miệng mình nhưng mà bịt miệng bên đây thì mình cũng chạy qua bên chỗ khác mình làm được vậy, chứ đâu phải nó bịt suốt cuộc đời được, làm sao bịt được. Làm sao bịt miệng Mỹ Phụng được đó, Mỹ Phụng cũng vẫn nói à, đừng bịt miệng nghe không, chơi như vậy chơi tồi, chơi hàng, chơi là phải chơi công bằng, nói chuyện với người ta nói không lợi không, nói đâu có lợi đâu, rồi cái là làm xấu không, nhục không, nhục hơn không, nhóm đa đề nhục không, quá trời nhục, quá nhục, mắc cỡ dữ lắm nhóm đa đề ơi, không quá mắc cỡ nha. Trời ơi, tưởng đâu là mình ngon lắm, tưởng đâu là mình đó, là tưởng đâu mình là chùm thiên hạ, nhưng mà cái kiểu mà chơi kiểu tồi, chơi kiểu dơ, chơi kiểu bẩn chơi kiểu bẩn, thôi kệ, bên đó lo ăn tôm hùm, ăn bào ngư di cá, Mỹ Phụng ăn mì gói được rồi. Không, ăn mì gói thôi cả nhà, kệ cả nhà. Ngon quá à, nhóm đa đề ơi. Nói cho nhóm đa đề biết nha, ăn cao lương mỹ vị. Ông nuốt tiền của Mạnh Thường Quân gửi về, ăn uống nuốt cho đã đi.
rồi có ngày chàng họng. Còn Mỹ Phụng ăn đơn giản gì nè, không có bị chàng họng. Chỉ sợ mai mốt giống đa đề ăn quá, ăn ngập mặt quá chàng họng. Thấy không? Thấy không? Còn thôi kệ, nghèo đơn sơ nhưng mà hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Còn á, ăn cao lương mỹ vị, ăn trên đồng tiền xương máu của người ta, ngủ không được. Chị á, phải tính mưu kế thái thần thì mới có tiền, mới giàu, mới có tiền ăn bào ngư, di cá, tôm hùm. Còn á, Mỹ Phụng ngủ cho đã đời, sáng thức dậy có gì ăn nấy, không? Có gì ăn nấy, không có lo mà đập kênh này hại kênh kia, hay là phải diệt người này hãy giết người kia, không có. Cho nên á, là cái tâm của mình á, nó thoải mái lắm, không có bị vướng bận những cái điều mà giống như nhóm đa đề, không cấu kết với nhau bày đàn rồi bắt đầu hại người này hại người kia ha. Rồi như vậy đó, vậy đó cho vừa lòng hả? Dạ, hèn quá, nhóm gì toàn là ác không à, ghê quá à. Quá dễ sợ. Thôi cả nhà ơi, lên tâm sự với cả nhà chút xíu như vậy á, để cho nhóm đa đề biết rằng là bây giờ Mỹ Phụng á, khổ đến nỗi phải ăn mì gói rồi đó cả nhà. Thôi thì bây giờ á, Mỹ Phụng xin bye bye cả nhà nha.